Nói gì hai ngày cầm tay, u đáng yêu, đáng yêu sao? Ui, vừa cái không, bỏ qua cây nhưng mà cầm tay. Cái hôn được năm, bỏ tay nhưng mà không thèm cầm tay nữa luôn. Rồi sao nữa? Không thèm nữa, nhớ 2 năm nữa. Mấy cái đứa tao lao thật, cái không quan trọng gì đó mà tao lao dữ vậy. Về đây, em chó dễ thương quá. Ô, chó đi theo người chủ à. Biết nó thích ăn xúc xích vừa cầm ra thì nó đánh hơi mình quay lại liền. Cô nàng đã kéo đi vì không muốn nó ăn đồ của người lạ, nhưng nó dứt khoát tháo dây và chạy lại phía chàng trai đang dụ dỗ. Cuối cùng cô nàng chân dài này cũng phải quay lại thôi. Công việc bây giờ là bắt chuyện với nàng. Quá đẹp. Nếu bạn la càng lớn thì nước ở dưới sẽ bắn lên càng cao. Chị muốn vượt kỷ lục nên đã đem theo một cái mic để hét vào. Nước ở dưới đã vượt qua đầu của chị và đạt được kỷ lục nước của trò này. Nhưng may mắn hơn, trong đúng ngày hôm đó đột nhiên có cầu vồng phản chiếu vào dòng nước làm video của chị đạt triệu lượt xem. Ô tuyệt vời, giúp em luôn. Một cái bánh chiên rất to nhưng cách ăn cũng rất đặc biệt. Dùng tay ép nó xuống để đẩy hết hơi nóng ra bên ngoài, xong rồi cuốn nó lại và thưởng thức. Bánh có vị mặn và chấm với một loại nước sốt lạ. Nhưng bánh này lại được chiên với rất nhiều dầu mỡ. Khi cuộn bánh lại bạn cũng sẽ thấy dầu bị